Sa lông ở số 49 nhỉ. Rồi mày mang ra chỗ con đen con cái hàng cái mà. Sai đây tay phải. Giờ mình vừa mới đổ ra tô. Thì một cái tô này của mình á là đến 2 phần này nha mấy bạn, chứ không phải một phần mà nó nhiều vậy đâu. 2 phần, một phần 12.000, 2 phần là 24.000. Một phần thì mình mua đầy đủ là có phèo nè, có bao tử nè, có lá sách nè, tùm lum hết á. Còn một phần là mình nói cái này không biết mình nói đúng không. Nó có nhiều người gọi là gan, gọi là gan, không biết là đúng là gan không. Đó. Thì 24.000 tô này. Có thêm cái nước chấm nè. Chấm chua chua. Mặn ngọt ngọt. Đó. Rất là ngon ha.